Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những chuyện chưa biết về Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyện Mao Trạch Đông cũng là chuyện thời nay của đất nước chiếm 1/4 dân số của loài người, cường quốc kinh tế thứ hai của toàn cầu. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, người ta dần dà phát hiện ra công bố không ít điều tiếng kinh khủng của nhân vật được dân Trung Quốc tôn thờ như một vị thánh này. Hai cuốn hồi ký của bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông rồi Mao Trạch Đông ngàn năm công tội đã gây sốc dư luận thế giới. Nhưng Mao, The Unknown Story, những chuyện chưa biết về Mao Trạch Đông mới thực sự là một công trình nghiên cứu công phu về Mao Trạch Đông và chính trường Trung Quốc thời của Mao Trạch Đông. Sau khi được nhà xuất bản Jonathan Karp in lần đầu tiên tại Anh tháng 6 năm 2005, cuốn sách này đã gây chấn động dư luận. Tháng 10 cùng năm, sách được xuất bản tại Mỹ. Một tháng sau, bản tiếng Nhật dày 562 trang ra đời tại Tokyo. Tháng 9 năm 2006, bản tiếng Trung dày 732 trang do Dung Trang dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Sau một quá trình trục trặc, cuối cùng được nhà xuất bản tạp chí khai phóng Open Magazine Hồng Kông xuất bản, đồng thời phát hành tại Hồng Kông, Đài Bắc, New York và trong chưa đầy 3 tháng sau khi tái bản 4 lần. Cho tới nay, những chuyện chưa biết về Mao Trạch Đông đã được in và xuất bản bằng hơn 30 thứ tiếng, tiếp tục được dư luận bàn thảo sôi nổi. Rất nhiều học giả bình luận, riêng phần các lời bình luận ấy được biên soạn thành một cuốn sách dày hơn 250 trang do nhà xuất bản Đại Phong ở Hồng Kông xuất bản. Sách bị cấm in ở Trung Quốc nhưng người ta vẫn đọc được bản PDF trên mạng. Dư luận chính thống nước này phê phán mạnh mẽ cuốn sách, coi đó là sự bịa đặt vu khống Mao Trạch Đông. Tác giả chính những chuyện chưa biết về Mao, bà Dung Trang, Trương Nhung, tên thật là Giang Y Hồng, Trương Thị Hồng, sinh năm 1952, là con phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Tứ Xuyên, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người yêu văn học do phản đối cách mạng văn hóa và bị hãm hại đến chết trong cuộc cách mạng. Con gái ông phải về nông thôn lao động làm thầy thuốc chân đất. Năm 1973, Dung Trang học khoa ngoại ngữ Đại học Tứ Xuyên. Năm 1978, trúng tuyển kỳ sát hạch chọn học sinh đi Anh Quốc theo học bổng của Anh. Năm 1982, Dung Trang giành được học vị tiến sĩ ngôn ngữ học, sau đó kết hôn với tiến sĩ Halliday, nhà văn và nhà sử học người Ireland. Thạo tiếng Nga và mấy ngoại ngữ, tác giả của nhiều tác phẩm, Halliday góp phần quan trọng giúp vợ viết sách tiếng Anh. Đặc biệt, ông đã khai thác tốt các tài liệu tiếng Nga tại Viện Lưu trữ Hồ sơ Mật của Cộng hòa Liên bang Nga. Từ 1986, Dung Trang đã bắt đầu viết sách văn học cuốn câu chuyện bà thế hệ phụ nữ Trung Quốc, viết về bà ngoại, mẹ và tác giả. Xuất bản năm 1991, in bằng 37 ngôn ngữ, bán được hơn 13 triệu bản. Sách được tặng hai giải thưởng lớn năm 1992, NCR Book và 1993, British Book of the Year, đem lại uy tín rất cao cho tác giả. Năm 2013, Dung Trang xuất bản cuốn Empress CC, Thái hậu Từ Hy. Dung Trang và John Halliday đã bỏ ra 12 năm để viết cuốn Mao, The Unknown Story. Họ đi khắp thế giới sưu tầm tài liệu, dành 2 năm để phỏng vấn 34 người từng làm việc bên Mao Trạch Đông, 116 chứng nhân lịch sử và 159 chính khách quan trọng nước ngoài từng tiếp xúc với Mao Trạch Đông, gồm 6 tổng thống, 6 thủ tướng, 4 bộ trưởng ngoại giao, 13 lãnh tụ cộng sản, trong đó có bộ trưởng ngoại giao Mỹ Kissinger, tổng thống Mỹ Ford và thủ tướng Anh Edward Heath, Đức Đà Lai Lạt Ma, người phiên dịch của Stalin và Khrushchev. Ba nhân vật quan trọng của Quốc dân Đảng là Trương Học Lương, Tưởng Vĩnh Quốc, Trần Lập Phu, 18 cán bộ Trung Quốc từng làm việc bên Mao Trạch Đông. Họ đã đến tra cứu tư liệu ở nhiều thư viện trên khắp thế giới và 28 cơ quan lưu trữ hồ sơ của 28 nước như Albania, Nga, Cộng hòa Dân chủ Đức, Mỹ, Anh, Vatican. Trong đó có hồ sơ lưu trữ của Nga có nhiều giá trị tham khảo hơn cả.
Sách gồm 58 chương, dày 832 trang, gồm 82 trang ghi tên hơn 1.000 tài liệu trích dẫn. Ngay ở phần đầu, tác giả đã nêu rõ ý tưởng cái quan luận định cho Mao Trạch Đông, gọi là Mao, nhà cai trị cho mấy chục năm định đoạt vận mệnh 1/4 dân số của thế giới, đã dẫn đến cái chết của ít nhất 70 triệu người Trung Quốc trong lời binh. Dung Cheng nói sách này mở ra một tầm nhìn nhận thức về Mao Trạch Đông, mong rằng có thể cung cấp một góc nhìn mới để hiểu về con người của Mao Trạch Đông. Trong sách không có lời bình chủ quan của tác giả, không dùng lời lẽ phê phán Mao, chỉ dùng sự thực để kể chuyện, để cho người đọc tự cảm thấy Mao có đáng phê bình hoặc ca ngợi hay không. Sách viết trong thời kỳ các phong trào trấn áp phản cách mạng, cải cách ruộng đất thập niên 1950, chính sách sai lầm của Mao Trạch Đông đã làm chết ít nhất 3 triệu người. Năm 1957, ít nhất có 550.000 nhà trí thức bị coi là phái hữu, số người liên lụy nhiều không tả xiết. Thời kỳ đại nhảy vọt, số người chết vì đói ăn và lao lực lên đến 38 triệu. Thời kỳ cách mạng văn hóa, ít nhất có 3 triệu người chết vì tai họa, số người bị hãm hại và liên lụy lên đến vài trăm triệu. Những chuyện chưa biết về Mao Trạch Đông khơi bày khá nhiều bí ẩn, bí mật chưa ai từng biết, như Mao Trạch Đông từng dở những trò bí hiểm nào trong cuộc kháng chiến chống Nhật, Mao dựa vào ai để cai trị Trung Quốc, mối quan hệ phức tạp giữa Mao và Tưởng Giới Thạch, vì sao Mao muốn tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên, đâu là nguyên nhân thực sự khiến cho Mao phát động cách mạng văn hóa, các thủ đoạn đấu tranh của Mao Trạch Đông nhằm giành quyền lực nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, những chuyện bí ẩn có nguồn gốc sâu xa giữa Mao và Stalin cùng với Liên Xô, quan hệ giữa Mao với vợ con và phụ nữ, vân vân và vân vân. Chương 7, cái chết của Dương Khai Tuệ được nhiều người quan tâm. Nó kể lại mối tình giữa Mao với người vợ thứ hai là Dương Khai Tuệ. Chính quyền Trung Quốc giữ bí mật những tài liệu về vấn đề này. Ý nghĩa của chương 7 là ở chỗ tác giả không kể nể vạch ra bộ mặt đạo đức giả và máu lạnh của Mao Trạch Đông. Người Trung Quốc khoảng trên 40-50 tuổi đều còn nhớ bài từ Điệp Luyến Hoa, trả lời Lý Thục Nhất. Mao làm hồi tháng 5 năm 1957 gửi bà Lý Thục Nhất, vợ quá chiến hữu liệt sĩ Liễu Trực Tuân. Trong đó, câu thơ nổi tiếng Ngã thất Kiêu Dương, quất thất Liễu, tạm dịch Tôi mất Kiêu Dương, bà mất Liễu. Mao dùng từ Kiêu Dương, ý nói Dương Khai Tuệ là chiến sĩ cách mạng kiêu hãnh của Mao. Được nhiều người khen, họ ca ngợi Mao có đạo đức cách mạng mẫu mực, biết quý trọng tình cảm đối với Dương Khai Tuệ, người đồng chí, liệt sĩ cách mạng, vợ của mình. Người ta đã phổ nhạc bài thơ này thành các điệu hát dân gian được ca hát và lưu truyền cho tới ngày nay. Nhưng nếu biết rằng Mao từng mấy lần có ý khoanh tay bỏ qua cơ hội cứu sống Dương Khai Tuệ, thì người ta có suy nghĩ thế nào về sự bội bạc tình nghĩa của Mao Trạch Đông? Người Trung Quốc đều thuộc lòng câu chuyện Hồng Quân dùng hỏa lực mạnh vượt cầu treo trên sông Đại Độ đêm 29 tháng 5 1935. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, nhưng Dung Cheng phát hiện đó là chuyện bịa. Trên cầu này hôm ấy hoàn toàn không có bắn nhau gì cả. Chứng cứ quan trọng nhất là chẳng ai bị thương vong. Cầu dài khoảng 100 m, mặt cầu lát bằng gỗ, trên dây là cáp treo. Người ta bịa ra chuyện ván mặt cầu bị đốt cháy hết, 22 chiến sĩ Hồng Quân của tiền trạm phải bò trên dây cáp mà vượt cầu dưới làn mưa đạn của súng máy của lính của Quốc dân Đảng. Thực ra ván cầu còn nguyên, phía trên bên kia cầu không hề có quân đội của quân Tưởng Giới Thạch đồn trú. Hồng Quân đi qua cầu, cả 22 người không ai bị thương, sau đó mỗi người được thưởng một bộ bát đũa. Tài liệu lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không có ghi chép về thương vong trong trận đánh này. Dung Cheng đã phỏng vấn một bà cụ bán đậu phụ ở vùng này. Cụ nói năm ấy ở đây không có đánh nhau. Các học giả phương Tây tìm thấy một đoạn đối thoại giữa Đặng Tiểu Bình với Brzezinski, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Brzezinski nói ông đã đi qua cầu treo Đại Độ và khen Hồng Quân Trung Quốc có sức chiến đấu cao siêu. Đặng bảo ông, đó là chuyện chúng tôi bịa ra, xuất phát từ nhu cầu tuyên truyền để nói lên tinh thần chiến đấu của Hồng Quân Trung Quốc.
Dung Cheng cho biết trong sách có quá nhiều chuyện mới lạ như Mao Trạch Đông vào Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào, ông có phải là người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Nội dung của cuộc khởi nghĩa Thu Thu ngày 9 tháng 9 năm 1927 do Mao lãnh đạo là gì? Cuộc chiến tranh sau đó ra sao? Chính sách của Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Nhật như thế nào? Mao giành được chính quyền ra sao? Tất cả đều có phát hiện mới. Bà nói, người Trung Quốc ai cũng biết về sự kiện Hồng quân dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông làm cuộc trường chinh 25.000 dặm đánh bại quân của Tưởng Giới Thạch, cuối cùng đến căn cứ địa cách mạng Thiểm Bắc. Thế nhưng theo nghiên cứu của Dung Cheng thì câu chuyện hoàn toàn khác. Bà phát hiện Hồng quân đi đến đâu thì quân đội của Tưởng Giới Thạch đều mở sẵn đường cho họ đi. Bởi lẽ hồi ấy con trai duy nhất của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc đang bị Stalin giữ làm con tin ở Liên Xô. Tưởng Giới Thạch cố ý mở đường sống cho Hồng quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc để đổi lấy mạng sống của con mình. Cuối cùng thì Hồng quân đến được Thiểm Bắc thì Tưởng Kinh Quốc được trả tự do. Dung Cheng nói thập niên 1980-1990 Trung Quốc xuất bản nhiều tài liệu lịch sử, tập sử liệu quân đội, quân của Tưởng Giới Thạch đuổi và chặn cuộc trường chinh của Hồng quân, có sưu tầm các bức điện báo của quân đội của Tưởng Giới Thạch. Có đó có thể thấy Quốc dân đảng mở sẵn đường cho Hồng quân đi qua. Khi Hồng quân bắt đầu trường chinh, Tưởng Giới Thạch đề nghị Stalin cho Tưởng Kinh Quốc về nước. Hồng quân đi qua hết 4 tuyến phòng hỏa, Tưởng Giới Thạch lại nêu ra yêu cầu này. Trong hồ sơ lưu trữ của Liên Xô có ghi chép chi tiết việc đó, Tưởng Giới Thạch cũng có viết trong nhật ký của mình. Năm 1993, Dung Cheng phỏng vấn nguyên lãnh đạo Quốc dân đảng Trần Lập Phu. Ông ấy cũng nói với chúng tôi như thế. Ngoài ra nội tình của vụ biến cố Tây An cũng có chuyện chưa ai biết. Hồi ấy tướng của Quốc dân đảng Trường Học Lương bắt giữ Tưởng Giới Thạch khi Tưởng đến Tây An, không phải là để buộc Tưởng Giới Thạch chống Nhật mà là do Trương muốn lên thay Tưởng Giới Thạch để lãnh đạo chính phủ chống Nhật. Một phát hiện nữa là Mao Trạch Đông cài được 4 người của mình vào cơ quan đầu não của Quốc dân đảng: Thiệu Lực Tử, Trương Thị Trung, Vệ Lập Hoàng và Hồ Tôn Nam. Nhưng các hậu duệ của Hồ Tôn Nam bác bỏ ý kiến này, nhờ có nội gián nên Mao thắng trong cuộc nội chiến với Tưởng Giới Thạch. Trong chuyện Mao Trạch Đông làm bom nguyên tử, Dung Cheng chứng minh Trung Quốc làm không nổi bom nguyên tử. Cơ sở làm bom nguyên tử chỉ là nhà máy thứ hai của chuyên gia Liên Xô đặt ở Trung Quốc mà thôi. Trong quá trình biên soạn sách, Giang Trung phát hiện có mấy việc làm bà sửng sốt. Thứ nhất là việc bỏ mặc dân chết đói để trưng thu lương thực đổi lấy bom nguyên tử của Liên Xô. 156 cơ sở công nghiệp của Liên Xô giúp cho Trung Quốc thực hiện công nghiệp hóa thực ra là đều làm công nghiệp quân sự. Nếu Trung Quốc không xuất khẩu nông sản để đổi lấy vũ khí, kỹ thuật quân sự của Liên Xô thì sẽ chẳng có người nào chết đói cả. Trong 3 năm 1958 đến năm 1960 có 38 triệu dân chết đói. Mới đầu Dung Cheng cho rằng đó là Mao không biết làm kinh tế, nhưng qua tìm hiểu kỹ bà mới biết tuy Mao không hiểu về kinh tế, nhưng khi Mao đã biết dân chết đói mà ông cứ quán triệt chính sách của mình, trưng thu lương thực lẽ ra dùng để nuôi sống dân đem xuất khẩu sang Liên Xô để đổi lấy trang bị quân sự tiên tiến. Thậm chí Mao còn nói xác người chết đem chôn làm phân bón ruộng là xong. Để làm phong trào đại nhảy vọt, Mao còn nói không tiếc chết một nửa dân số của cả nước. Lưu Thiếu Kỳ thấy không thể làm thế bèn triệu tập cuộc họp 7.000 người định ngăn đại nhảy vọt. Đây chính là nguyên nhân Mao phát động cách mạng văn hóa để trả thù Lưu. Như vậy việc Mao muốn làm bom nguyên tử đã gây ra số người chết nhiều gấp 100 lần số người chết bởi hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật trong Thế chiến thứ hai. Thứ hai là chuyện năm 1975, Mao Trạch Đông đã 82 tuổi, biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Khi ấy, người ông muốn gặp nhất là Tổng thống Mỹ Nixon. Thực ra hai người đã gặp nhau lần đầu khi Nixon đến thăm Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1972. Lần này Mao có ý muốn chào vĩnh biệt Tổng thống Mỹ. Tháng 2 năm 1976, Mao ra lệnh cho một chiếc chuyên cơ Boeing 707 chở vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Trung Quốc sang Los Angeles đón Nixon đến Bắc Kinh. Dung Cheng viết, khi gặp lại nhau, Mao dùng trà thay cho rượu.
Hai người cũng cạn chén với nhau. Khi Nixon ra về, Mao cố gắng bước loạng choạng ra tận cửa tiễn khách với bộ mặt vô cùng ngao ngán. Mao còn chú ý đưa vào chương trình buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Nixon tiết mục ngâm mấy bài thi cổ của Vương An Thạch mà Mao ưa thích. Ngày 9 tháng 9 cùng năm, Mao qua đời. Thứ ba là chuyện Mao làm lễ truy điệu cho Tưởng Giới Thạch, người Mao coi là kẻ thù lớn nhất trong đời mình. Lễ truy điệu chỉ có tính chất cá nhân. Hôm ấy Mao ăn rất ít, lặng lẽ, nghiêm trang, nghe đĩa ghi giọng ngâm bài từ của Trương Nguyên Can. Bài này rất ngắn, chỉ có vài phút nhưng Mao yêu cầu nghe đi nghe lại mấy lần, tạo ra không khí tang lễ. Mao muốn dùng bài từ có nội dung tiễn bạn đi lưu vong nơi xa này để chia tay Tưởng lần cuối cùng. Mao nằm yên lặng nghe, thỉnh thoảng đặt tay xuống giường, cất giọng ngâm theo, tỏ ra rất buồn bã. Trong sách viết, báo Đức Thế Giới nhận xét điều làm cho sách này gây chấn động dư luận là ở chỗ nó đã bóc trần những câu chuyện thần thoại và bịa đặt về công trạng và chiến lược cao siêu của Mao Trạch Đông trong quá trình xây dựng nước Trung Hoa mới kể từ cuộc Trường Chinh năm 1934 đến năm 1935. Số người tham gia Trường Chinh lúc đầu 86.000, đến khi kết thúc chỉ còn chưa đầy 4.000. Ngoài các điều kiện bất lợi như khí hậu khắc nghiệt, thiếu lương thực thì nguyên nhân chính gây ra thiệt hại về người là do lãnh đạo chỉ huy kém cỏi của Mao Trạch Đông. Dung Cheng còn không kiêng nể phơi bày một sự thật là từ thời thanh niên Mao đã không quan tâm đến vấn đề nông dân. Mọi người đều biết thần thoại về Mao Trạch Đông chủ yếu là ca ngợi Mao là nhà quân sự của chiến tranh nông thôn, nhà tổ chức của các cuộc vận động nông dân. Dung Cheng viết, các chỉ thị vĩ đại, vấn đề trung tâm của cách mạng Trung Quốc là vấn đề nông dân, phải tiến hành cách mạng ruộng đất, đều đến từ Moscow. Sau khi tiếp thu chỉ thị đó, Mao mới bắt đầu quan tâm đến vấn đề nông dân. Cống hiến đặc biệt của Mao đối với nông dân là ông ta không chút thương xót bắt họ đi lính, đi phu, đóng sưu cao thuế nặng và trưng thu lương thực của họ. Sau khi giành chính quyền, Mao dựa vào sự bóc lột quyền lợi của nông dân để phát triển nông nghiệp nặng và công nghiệp quân sự. Mang danh là người con của nông dân Trung Quốc, Mao Trạch Đông dựa vào sự hy sinh to lớn của nông dân để giành được Giang Sơn này. Nhưng ông ta lại không uống nước nhớ nguồn, bù đắp cho nông dân chút nào. Ngược lại, Mao còn gây ra đại bi kịch xưa nay chưa từng có, làm cho mấy chục triệu người chết đói. Khi thấy người chết quá nhiều, có nơi người đói ăn thịt lẫn nhau, Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ lo lắng, người ăn thịt người, sách sử phải chép lại chuyện này. Nhưng Mao chẳng hề xúc động, vẫn quyết làm theo ý mình, đúng là một người lòng dạ sắt đá. Chương 36 phơi bày nguồn gốc bần cùng của Trung Quốc là chính sách công nghiệp hóa do Mao Trạch Đông tiến hành vào thập niên 1950. Thực chất, đó là công nghiệp hóa quân sự nhằm xây dựng bá quyền vũ lực của Mao Trạch Đông. Cuốn sách còn tiết lộ những bí mật chưa ai biết, như sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao từng nhận tiền trợ cấp nhà cách mạng chuyên nghiệp do Liên Xô tài đài thọ. Mao từng cảm ơn số tiền này đã giúp cải thiện đời sống vật chất của ông. Chương 19 có nêu tin sau khi Trung Quốc và Nhật xảy ra chiến tranh toàn diện, Ngoại trưởng Liên Xô Livinow nói với Phó Thủ tướng Pháp rằng Liên Xô cảm thấy cực kỳ phấn khởi trước việc Nhật giao chiến với Trung Quốc và mong cuộc chiến này càng kéo dài càng tốt. Đó là vì Stalin muốn Nhật bận chiến tranh với Trung Quốc mà không gây sự với Liên Xô. Chương 28 có nói về thái độ của Mỹ và Liên Xô đối với cuộc nội chiến ở Trung Quốc. Mới đầu, Mỹ giữ chính sách trung lập không cung cấp vũ khí cho bên Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc bên Quốc dân Đảng. Sau 1948, Mỹ mới cung cấp viện trợ cho quân sự và tài chính cho phía Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Liên Xô cũng cung cấp cho Đảng Cộng sản các vũ khí thu được từ quân Nhật đầu hàng, gồm có 900 máy bay, 700 xe tăng, hơn 2.700 trọng pháo các loại, gần 12.000 súng máy, một hạm đội, khá nhiều tàu chiến nhỏ, rất nhiều súng bộ binh, súng máy cao xạ, xe bọc thép. Liên Xô cũng chuyển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nhiều trang bị quân sự, dùng hơn 2.000 xe tải mới chở hết, thu được từ quân Nhật đóng tại Triều Tiên, cũng như nhiều trang bị quân sự Liên Xô thu được từ Nhật Bản ở Mông Cổ.
Liên Xô cũng cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc các vũ khí Liên Xô và vũ khí của Đức thu được trên chiến trường Xô-Đức. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đều cho mài hết các chữ Đức trên vũ khí và nói đấy là vũ khí Mỹ cướp được từ quân đội Tưởng Giới Thạch. Ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có bí mật nhận từ Liên Xô hàng chục nghìn tù binh Nhật do Liên Xô bắt giữ. Số tù binh này đã góp công lớn huấn luyện quân đội của Mao Trạch Đông có khả năng tác chiến giỏi. Họ dạy người Trung Quốc cách sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí Nhật. Chính phi công tù binh Nhật đã lập ra không quân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.